các cái món ăn xem môn của châu Phi. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Mr. Nam. Đây là kênh của Afroviet TV. Hôm nay Nam muốn nói về các tập trước của Welcome to Vietnam. Các bạn biết không, có một số người đã gửi cho Nam những tin nhân lân mà vì họ nghĩ rằng Nam chế giễu các món ăn Việt Nam hoặc là đặc nước Việt Nam. Nhưng mà Nam thì không. Wrong. Sai rồi. Nam đã thực hiện những video này từ những kinh nghiệm của Nam ký đen Việt Nam. Nam đã xong ở Việt Nam mấy năm rồi. Bây giờ Nam nghĩ lại và thấy buồn cười. Bây giờ tất cả những món ăn đó là món ăn yêu thích của Nam. Nam sẽ không bao giờ làm dùng đất nước này. Bởi vì đất nước này đã cho Nam rất nhiều điều tốt đẹp. Ok. Chuyện thứ hai là mình có chuyện thứ hai hay thứ ba ta, mình có sắp nhiều sản phẩm sắp ra rồi, nhưng mà hôm nay Nam sẽ cho các bạn xem video này. Vài ngày trước Nam và team của Nam mình đi quay video ngoài Sài Gòn, hai bạn người Việt Nam của Nam nói là hôm nay mình sẽ ăn món ăn châu Phi để biết món ăn châu Phi là như thế nào. Nghĩ ok, không sao, Nam cho họ ăn thử món ăn châu Phi, quay để quay cho vui thôi. Bây giờ Nam mời các bạn đón xem video này. See ya. Không có cay đâu. Cay nhưng mà nó là lạ. Cái vị của người bên đó các bạn nó giống như là cơm của mình vậy. Giống như cơm vậy đó. Cơm mà, cái đó cũng là gà mà. Cái này làm sao mình ăn? Bóc tay. Giờ cái này sao ăn anh? Ờ, bình thường mà. Bóc tay luôn. Đúng rồi. Tay luôn. Sao? What? Đây là lần đầu tiên mình ăn theo phong cách đúng người của người vùng miền miền châu Phi luôn. Đó là cái là cái gì á? Quên rồi. Cái đó là gọi là cái gì á? Món này. Quên tên mất tiêu. Quên tên rồi ta. À, mới nói tên mà quên rồi. Cái gì? Xe. Xa si. Trời ơi. Xa si là cái kịch bản của em. Luôn. Mình nhớ kịch bản nhiều quá. Mình nói nhiều quá. Giờ là ăn luôn rồi. Xe mô. Nó cay cay nhưng mà nó rất là ngon, nó thơm nồng. Cay hả? Cay nồng. Cái này có đâu cay đâu. Không cay tại vì anh quen ăn cay rồi. Anh quen ăn cay rồi chứ mà em ăn cay rất là cay. Thôi
điểm. Cái này giống như là cái món lợn rau vậy đó. Món lợn rau ăn ở trong nó giống như là cái gì ta, cái món gì mà cái món canh cà tím ở bên mình vậy đó. Nó có bạc hà nữa nè, mình thấy được bạc hà ở trong này nữa nè. Rồi có lá lốt nữa nè. Ai không? Đó, lá lốt. Nói chung là phê á. Giác rất là lạ. You like it? Lạ không? I like it. You like it, right? I like it. I told you this. Wow, cay lắm hả? I told you you like it. Nó đã nhăn nhẻo rồi, rồi còn bốc chung mình bay. Thật ra nó giống như là... Cay không em? Cay. Cay. Chắc không phải uống bia. Chắc phải uống bia với ăn đỏ. Đúng rồi. Cái này có bia mà. Đây có bia, uống bia không? Có bia không anh? Có. Đây, bạn mình. Ăn liên tục, không nghỉ luôn. Ăn mà không quan tâm tới ai hết. Nếu mà người lâu của anh nói anh này đúng không cách của người châu Phi. Đã. Ăn đi. Có. Có bia rồi đây. Nếu các bạn kênh video này thì nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha. Mình trước, ôi trời ơi, mình có nhiều video rồi mà mình chưa đủ 1.000 người subscribe. Trời ơi, các bạn share video này và đăng ký cho kênh của Afro Việt TV. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you so much.